Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Trận lũ lớn nhất Trung Quốc trong năm nay trên sông Dương Tử đã vượt qua đập Tam Hiệp một cách an toàn, nhưng số người chết vì lũ lụt ở Tây Nam Trung Quốc tiếp tục tăng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin sau khi đỉnh lũ của sông Dương Tử vượt qua đập Tam Hiệp, không có thiên tai lớn nào xảy ra ở các khu vực ven biển lân cận. Tuy nhiên, mực nước hiện tại vẫn còn cao và việc vận chuyển trong hồ chứa Tam Hiệp đã tạm thời bị đình chỉ. Báo cáo dẫn lời các quan chức cho biết đỉnh lũ đã vượt qua đập vào sáng thứ năm và đỉnh lũ đang tiến đều ở Nghi Xương, Hồ Bắc, các cửa xả hiện đang đóng, có thể mở lại trong vòng 2 đến 3 ngày tới. Các quan chức cho biết, mặc dù lũ lụt rất dữ dội nhưng Hồ Bắc và Hồ Nam cho đến nay vẫn chưa bị thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, khu vực Hồ Động Đỉnh đã bước vào tình trạng báo động. Mặt khác, lũ lụt ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh ở Tây Nam Trung Quốc đã gây thiệt hại nặng nề, với số người chết tăng lên ít nhất 215 người và hàng nghìn người bị thương. Các quan chức ở tỉnh Tứ Xuyên cho biết, số người chết vì lũ lụt trong khu vực là 120, với 32 người mất tích. Số người chết ở Trùng Khánh là 95, với 25 người mất tích. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, hầu hết các trường hợp tử vong là do sạt lở đất hoặc lũ quét. Tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, mưa lớn kéo dài trong 5 ngày, chính quyền địa phương đã bắt đầu nỗ lực dọn dẹp sau lũ lụt. Các bên liên quan đã dọn dẹp bùn đất trên đường phố và phun thuốc khử trùng để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh. Mặc dù cơn mưa xối xả kéo dài nhiều ngày đã ngừng, cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo vẫn sẽ có bão tại các khu vực bị ảnh hưởng trong tháng này. Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc đưa tin rằng người dân địa phương được kêu gọi đẩy nhanh nỗ lực cứu hộ và chuẩn bị cho trận mưa lớn sắp tới. Ở Tây Nam Trung Quốc, ít nhất 181 người đã thiệt mạng và hơn 70 người mất tích do mưa lớn và lũ lụt kéo dài nhiều ngày. Trận lũ lụt thảm khốc mà truyền thông Trung Quốc gọi là thế kỷ mới có một lần đã gây thiệt hại hàng triệu USD. Các quan chức Trung Quốc cho biết hàng nghìn binh sĩ, cảnh sát và các nhân viên cứu trợ khác đang giúp phân phát hàng cứu trợ khẩn cấp. Giới chức Trung Quốc cho biết nhà chức trách đã phân phát hàng viện trợ cho 3.000 người vô gia cư. Tờ China Daily đưa tin rằng các nhà chức trách cho đến nay đã sơ tán 500.000 người và làm hư hại 135.000 ngôi nhà. Theo báo cáo, ở một số khu vực của Trùng Khánh, nước ngập tới tầng 4. Theo báo cáo chính thức của Tân Hoa Xã, do mưa lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử và trung lưu sông Hàn, trữ lượng nước trong hồ chứa Tam Hiệp trên sông Dương Tử đã vượt quá mức cảnh báo. Dòng nước ào ạt đang chảy qua các cửa xả lũ của đập Tam Hiệp, nơi đã được chính quyền ban bố tình trạng báo động lũ lụt. U thuyền Tam Hiệp ở thượng nguồn đập được thông báo tạm dừng giao thông vào lúc 20 giờ ngày hôm kia theo giờ địa phương. Đây là lần đầu tiên âu thuyền Tam Hiệp ngừng hoạt động trong mùa lũ kể từ khi chính thức mở cửa cho giao thông thủy. Các nhà chức trách cũng đã củng cố các con đập để đối phó với lượng nước tích trữ đang tăng lên nhanh chóng. Thành phố Trùng Khánh và tỉnh Hà Bắc nằm ở trung và thượng lưu sông Dương Tử đã ban hành cảnh báo lũ lụt, đồng thời tăng cường quan trắc và kiểm tra dọc sông Dương Tử và các hồ chứa khác nhau. Thành phố Đại Châu được cho là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với lượng mưa lên tới 400mm. Theo Sở Cứu hộ Thiên tai Tứ Xuyên, khoảng 2.900 người bị mắc kẹt do lở đất ở thành phố Đại Châu, khoảng 10.000 người bị mắc kẹt trong thành phố. Chính phủ Trung Quốc đã phân bổ 45 triệu NDT viện trợ khẩn cấp cho tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh, những nơi bị mưa lớn tàn phá. Dự án Tam Hiệp của Trung Quốc rất tốn kém. Ở Trung Quốc khan hiếm điện, dự án Tam Hiệp đã được chính phủ thúc đẩy như một niềm tự hào dân tộc. Tuy nhiên, dự án chính trị này đã làm nảy sinh các vấn đề gây tranh cãi về môi trường và vấn đề bảo vệ các di tích văn hóa. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc cũng đưa tin 23 người đã chết và 1 triệu người bị mắc kẹt trong lũ lụt tàn khốc ở miền đông Trung Quốc. Theo các báo cáo, ba tỉnh ven sông Hoài là An Huy, Giang Tô và Hà Nam bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Gần 400.000 người sống trong thung lũng sông Hoài bị ngập lụt, trong khi nước lũ dâng cao đã cắt đứt 1,55 triệu người với thế giới bên ngoài. Tân Hoa Xã cho biết, cơ quan chức năng đã mở cửa xả lũ. Xét theo lượng mưa và mức lũ, đây là trận lũ tồi tệ nhất trên sông Hoài Hà kể từ năm 1991, một quan chức thuộc Sở Dân Chính tỉnh An Huy nói với AFP. Ở tỉnh Giang Tô lân cận, thủ đô Nam Kinh, nhận lượng mưa 225mm, nặng nhất trong 72 năm, đường phố ở Nam Kinh ngập lụt, nhiều ô tô và xe buýt bị hỏng, buộc người dân phải lội qua nước, nhiều cư dân bị trục xuất sống trong những khu nhà tạm do trường học và nhà máy xây dựng. Các nỗ lực cứu trợ để phân phát liều, thực phẩm và thuốc men đang được tiến hành. Hàng triệu hecta đất canh tác bị ngập. Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức của Ủy ban Tài nguyên nước sông Hoài cho biết, nếu tình hình lũ lụt tiếp tục xấu đi thì vẫn còn 15 khu vực xả lũ trên sông Hoài có thể sử dụng được. Theo các báo cáo, vào tối Chủ nhật, mực nước sông Hoài Hà cao hơn mức cảnh báo ít nhất 1,5 mét. Trụ sở Kiểm soát lũ lụt và Cứu trợ hạn hán Trung Quốc và Cục Khí tượng dự báo sẽ có mưa lớn trong vài ngày tới. Đầu tháng này, khoảng 150 người được cho là đã thiệt mạng trong lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc.
đến nay đã có khoảng 17 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin cơn bão số 5 và là cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng số 3 năm nay ở Biển Đông đã đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc, khiến 23 người thiệt mạng, 20 người mất tích và phá hủy hai nhà máy thủy điện địa phương. Tân Hoa Xã đưa tin, cơn bão số 3 đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, kéo theo lượng mưa lớn và gây ra thiên tai cục bộ trong vài ngày qua. Theo các báo cáo, cơn bão đã phá hủy mùa màng trên các cánh đồng lúa, đồng thời một số cây cầu, đường hầm và đường dây điện cũng bị hư hại. Tờ báo tiếng Anh chính thức China Daily đưa tin khoảng 21.000 hecta đất nông nghiệp đã bị ngập lụt, nhưng không đưa ra chi tiết về thiệt hại mùa màng. Tờ China Daily cũng cho biết 20 người nông dân thiệt mạng trong vụ lở đất và hai người khác bị điện giật khi đang cố sửa chữa đường dây điện dưới trời mưa. Bản báo cáo không cho biết người kia chết như thế nào. Bão và lũ lụt ở Trung Quốc kể từ tháng trước đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 800 người. Mưa lớn cũng đã tấn công các khu vực thuộc các tỉnh Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc và Quý Châu ở Tây Bắc Trung Quốc. Số người chết đã tăng lên hơn 223, ít nhất 279 người mất tích và 320.000 người mất nhà cửa. Số người chết dự kiến sẽ tăng lên. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, dự kiến sẽ có thêm mưa xối xả ở tỉnh Tứ Xuyên. Do mối đe dọa lũ lụt, 210.000 người đã phải sơ tán trước đó. Theo các báo cáo, hàng chục nghìn sĩ quan và binh sĩ của Quân đội Giải phóng Nhân dân, Cảnh sát vũ trang và dân quân dự bị đã được điều động khẩn cấp để cứu hộ và cứu trợ thiên tai. Chính thức, hơn 36,83 triệu người bị ảnh hưởng và hơn 3,56 triệu hecta cây trồng bị ảnh hưởng. Thiệt hại kinh tế dự kiến vượt quá 837 triệu nhân dân tệ, khoảng 100 triệu đô la. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là phía nam thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, nơi những con sóng dữ dội nổi lên từ lòng sông khô cạn, cuốn trôi cầu đường và hàng nghìn ngôi nhà. Tân Hoa Xã đưa tin, mưa xối xả và lũ lụt khiến hàng chục nghìn người mất nhà cửa, hơn 30 quận và hơn 300 thị trấn bị ảnh hưởng. Theo báo cáo, hơn 2,9 triệu hecta hoa màu bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở tỉnh Thiểm Tây và hơn 80.000 ngôi nhà bị phá hủy. Ở đoạn núi Tần Lĩnh của Thiểm Tây quốc lộ 210, 20 km đường bị cuốn trôi, 10 km bị phá hủy hoàn toàn, gần 20 ô tô bị lũ cuốn trôi và hàng nghìn du khách bị lũ bao vây. Chính quyền thành phố Tây An đã điều động hơn 200 cảnh sát vũ trang đến khu vực thiên tai để cung cấp nước và thực phẩm cho những du khách và nạn nhân bị mắc kẹt, đồng thời giải cứu những người này. Theo báo cáo của Nhật báo Tứ Xuyên, Văn phòng Cứu trợ Thiên tai tỉnh Tứ Xuyên cho biết, 9 thành phố bao gồm Thành Đô và Nghi Tân đã có mưa lớn liên tục, trong đó lượng mưa ở huyện Bành Tây trong 2 ngày qua đạt 546mm, gần 2 triệu người bị ảnh hưởng ở 4 quận của thành phố Tùy Ninh, 32 người thiệt mạng, 15 người mất tích và 300.000 ngôi nhà bị phá hủy trên toàn tỉnh. Kính thưa quý vị, hơn 200 người được xác nhận đã thiệt mạng trong trận lũ quét và lở đất ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Lũ lụt ở tỉnh Thiểm Tây xảy ra vào tuần trước, nước lũ cuốn trôi hàng ngàn ngôi nhà và gây ra lở đất. Thời kỳ đỉnh điểm của lũ lụt ở Trung Quốc năm nay vẫn chưa qua, nhưng số liệu mới nhất cho thấy tổng số người thiệt mạng vì lũ lụt năm nay ở Trung Quốc cho đến nay đã lên tới 850 người, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong những ngày qua, lực lượng cứu hộ tỉnh Thiểm Tây đã khai quật được 102 thi thể. Những người thiệt mạng đều thiệt mạng trong các trận lở đất do lũ lụt gây ra trong tuần qua. 4 ngày mưa xối xả ở vùng núi tỉnh Thiểm Tây đã khiến các con sông dâng cao. Mùa mưa ở Trung Quốc sẽ đạt đỉnh điểm trong vài tuần tới. Các quan chức Trung Quốc đã cảnh báo rằng mực nước ở sông Dương Tử và sông Hoàng Hà đang ở trên mức nguy hiểm. Trung Quốc đã bị lũ lụt tàn phá trong nhiều thế kỷ, nhưng lũ lụt lớn hiện đang trở nên phổ biến hơn, có thể là do môi trường tự nhiên bị tàn phá. 2 năm trước, Trung Quốc trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ, tổng số người chết vào thời điểm đó lên tới hơn 4.000 người. Kể từ đó, chính quyền Trung Quốc đã cấm khai thác gỗ ở thượng nguồn sông Dương Tử. Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc thừa nhận rằng có thể mất nhiều thập kỷ, nếu không muốn nói là hàng thế kỷ, để khôi phục lại thiên nhiên bị tàn phá. Theo báo cáo của Thông tấn xã Trung Quốc vào thứ Sáu, thị trấn Ma Vũ và thị trấn Tô Long, huyện Minxian, tỉnh Cam Túc đã trải qua một trận lũ quét thảm khốc vào sáng sớm ngày thứ Năm. Trong khoảng thời gian ngắn 40 phút, lượng mưa đạt 270mm và mực nước lũ cao nhất đạt 7m. Các quan chức địa phương cho biết, lũ lụt đã gây ra thiệt hại trực tiếp ước tính 40 triệu nhân dân tệ cho huyện miền núi Min. Huyện Min cách Lan Châu, thủ phủ của tỉnh Cam Túc khoảng 300km về phía nam. Theo báo cáo, ít nhất 35 người chết, 16 người mất tích và 17 người bị thương. Một số ngôi nhà bị cuốn trôi, đường dây thông tin liên lạc bị gián đoạn, một số đoạn đường bị cuốn trôi. Thông tấn xã Trung Quốc cho biết, chính quyền Trung Quốc đã cử các đội để thực hiện công việc tái thiết và cứu trợ thiên tai. Đội để thực hiện công việc tái thiết và cứu trợ. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!
Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA ngày hôm qua đã công bố một video trên mạng xã hội WeChat cho thấy các máy bay chiến đấu của nước này được điều tra tuần tra ở Biển Đông vào ngày mùng 1 Tết để phát hiện máy bay nước ngoài. Tờ báo Cơ quan Ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay viết rằng hai máy bay chiến đấu thuộc Lữ đoàn Hải quân Không quân Chiến khu miền Nam đã cất cánh từ đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa để phát hiện và theo dõi các máy bay nước ngoài ở Biển Đông. Vào tháng trước, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ đã cáo buộc máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã bay nguy hiểm gần một máy bay của Mỹ ở vùng nước đang tranh chấp. Video của quân đội Trung Quốc được CCTV chiếu lại cho thấy hai máy bay J-11 Flanker, mỗi chiếc mang 4 tên lửa không đối không, cất cánh từ đảo Phú Lâm và bay vào vùng trời gần đó. Jelly, một trong những phi công trong video nói, họ phải cẩn trọng hơn vào các ngày lễ như ngày Tết khi các máy bay nước ngoài có nhiều khả năng bay vào vùng trời của Trung Quốc. Theo CCTV, các máy bay của Trung Quốc hôm vừa qua đã thực hiện nhiều động tác bay quan trọng để đảm bảo mục tiêu trung tâm theo dõi, nhưng không cho biết mục tiêu này là gì và ở đâu. Trong khi đó, Hoàn Cầu Thời báo viết rằng, đối mặt với máy bay nước ngoài đang tiến tới, máy bay của PLA đã đổi độ cao bay trước đó đáng kể nhiều lần để đảm bảo rằng mục tiêu trong tầm quan sát và duy trì vị trí của mình cho đến khi máy bay nước ngoài bay đi. Trong khi đó, trang mạng Bloomberg cho hay Trung Quốc đã tiến hành hoạt động xây dựng trên một số thực thể không có người ở Biển Đông. 4 thực thể Trung Quốc vừa cho bồi đắp một cách lén lút bao gồm các đảo Ba Đầu Winston Reef, đá Chile Sandy Cay, bãi An Nhơn Lucky Camp Cay và đá én đất Aded Reef với các thông tin về hành động cơi nới diện tích tại Trường Sa. Giới quan sát cho rằng đây là động thái chưa từng có nằm trong mưu đồ lâu dài của Bắc Kinh, hòng củng cố các yêu sách đối với lãnh thổ tranh chấp tại khu vực giao thương toàn cầu trọng yếu này. Các nhà phân tích phương Tây cảnh báo rằng hoạt động bồi đắp liên tục của Bắc Kinh cho thấy âm mưu thúc đẩy việc xác lập một quy đoạn mới, cho dù đến nay chưa biết liệu Trung Quốc có tìm cách quân sự hóa chúng hay không. Một vấn đề khác được dư luận quốc tế quan tâm là liệu Việt Nam có tham gia tập trận hải quân chung với các nước ASEAN AMEC lần thứ 2 do Philippines làm chủ vào quý 2 năm 2023 này. Hãng thông tấn Philippines hôm vừa qua dẫn lời người phát ngôn Hải quân Philippines Benjo Negranza cho biết kế hoạch huấn luyện cơ bản cho cuộc tập trận nhắm đến việc thúc đẩy tương tác và hoạt động thông suốt giữa các lực lượng hải quân các nước ASEAN đã được đưa ra tại một hội nghị với sự tham gia của các đại diện hải quân các nước thành viên ASEAN, bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam. Tập trận chung AMEC giữa các nước ASEAN được Hải quân Hoàng gia Thái Lan khởi xướng. Cuộc tập trận chung đầu tiên diễn ra vào năm 2017 tại Thái Lan. Việt Nam vào lúc đó đã điều tàu chiến 012 Lý Thái Tổ tham dự. Người phát ngôn Hải quân Philippines cho biết cuộc tập trận chung lần này thể hiện quyết tâm của Philippines nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ và làm sâu sắc hơn sự hiểu biết, thúc đẩy hợp tác hướng tới khu vực ASEAN ổn định và hòa bình. Bộ Quốc phòng Việt Nam hiện chưa lên tiếng về thông tin này. Trong khi đó, ngày hôm qua, sau 7 năm gián đoạn, theo trang tin NHK của Nhật Bản, chính phủ Hoa Kỳ và Philippines đã tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc đối thoại ngoại giao và quốc phòng 2+2. Trong cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Manila, các quan chức cấp cao của hai nước đã nhất trí nối lại các cuộc đối thoại này. Thông cáo chung công bố sau cuộc gặp cho biết cuộc đối thoại 2+ này sẽ diễn ra trong thời gian từ nay đến cuối năm. Cuộc gặp lần cuối giữa Washington và Manila trong khuôn khổ này là vào năm 2016, dưới thời của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Philippines đã trở nên căng thẳng, nhiều cuộc thảo luận giữa hai bên đã bị đình hoãn. Thông cáo cũng cho biết hai bên khẳng định nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để tăng số lượng các căn cứ quân đội Mỹ sẽ có thể sử dụng ở Philippines. Theo thỏa thuận song phương, hiện tại có 5 căn cứ quân sự như vậy. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, ông Daniel Kretenbrink, tuyên bố với báo chí sau cuộc họp rằng mối quan hệ đồng minh bền chặt giữa hai nước góp phần vào sự ổn định vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương từ hơn 75 năm qua. Ông nói thêm rằng mối quan hệ như vậy sẽ chỉ phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới. Trong năm 2022 vừa qua, mặc dù Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn vì dịch bệnh COVID-19, nhưng họ vẫn không ngưng nghỉ hành động trên khu vực Biển Đông, khẳng định sức mạnh cũng như tăng cường sự hiện diện của họ. Trong khi cả thế giới đang tập trung vào cuộc chiến Ukraine, bản thân Trung Quốc cũng tuyên bố nước này sẽ không lạm dụng và hành động giống như Nga đang làm ở Ukraine. Tuy nhiên, những hành động của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông vẫn luôn luôn ngược lại
Các nhà quan sát đã liệt kê những vụ việc mà trong đó Trung Quốc bị phê phán là đã xâm phạm vùng nhận diện phòng không hoặc vùng biển của nhiều nước ASEAN. Phải chăng đấy là bối cảnh mà Tổng thống Philippines tuyên bố tại diễn đàn Davos? Tôi mất ăn mất ngủ ngày đêm canh cánh trong lòng vấn đề Biển Đông. Trong sự ấm lên của mối quan hệ chiến lược Mỹ-Phi, một số nước ASEAN rất an tâm đến các hành trình của hai nhóm hàng không mẫu hạm của Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông. Hôm vừa qua, sau khi đến Biển Đông, hàng chục mẫu hạm Nimitz và các khu trục hạm Decatur, Paul Hamilton cùng tuần dâng hạm Bunker Hill thuộc nhóm hậu tống Nimitz đã bắt đầu triển khai đội hình tấn công trên biển. Đợt tập trận này bao gồm các hoạt động phối hợp đa mục tiêu giữa các lực lượng hoạt động trên không với các lực lượng hoạt động bên trên và bên dưới mặt biển. Chuyến hải trình đến Biển Đông lần này của hàng không mẫu hạm Nimitz đã được tiến hành với quy mô lớn hơn lần trước đây vào năm 2021. Trong cuộc trò chuyện với Navitam, chuẩn đô đốc Christopher Stinney khẳng định hải đội 11 có thể thực hiện tất cả các kiểu tấn công chỉ vô hiệu hóa khả năng của đối phương từ mọi hướng, cả trên không lẫn đại dương. Cùng thời điểm nói trên, Hoàn Cầu Thời báo đưa tin, Trung Quốc đã điều hàng không mẫu hạm Sơn Đông tiến vào Biển Đông nhằm mục đích phối hợp giữa các vùng chiến đấu cơ loại J-15 của Hải quân Trung Quốc để chặn đánh những chiến đấu cơ của đối phương với tác xạ từ chiến hạm do kẻ thù. Kế hoạch tập trận tại Biển Đông của Trung Quốc được loan báo và triển khai sau khi hàng không mẫu hạm Nimitz đã nhổ neo cùng với các chiến hạm hộ tống rời quân cảng San Diego, California hồi đầu tháng 12 năm ngoái để tiến về Biển Đông. Việt Nam từng tuyên bố không chọn bên nào mà chọn chân lý và lẽ phải. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. được AFP trích dẫn hôm vừa qua từ Davos rằng ông không hành động vì Bắc Kinh và cũng không hành động vì Washington, nhưng căng thẳng trên Biển Đông khiến ông thao thức suốt đêm. Qua đó có thể thấy, mỗi chính khách đều bày tỏ lập trường của chính phủ mình đối với cạnh tranh Trung Mỹ nói chung, cũng như tranh chấp trên Biển Đông nói riêng. Lợi ích của các cường quốc trên thế giới tới Biển Đông rất đa dạng, nhiều cấp độ có sự khác biệt nhất định giữa họ với nhau. Và vì thế, các chính sách của từng nước cũng khác nhau, nhưng giữa các cường quốc vẫn có những lợi ích chung, tạo nên tiếng nói chung trong kiến tạo hòa bình ở Biển Đông. Trong đó, Trung Quốc là cường quốc duy nhất có tham vọng bá chiếm lãnh thổ và tạo ra các xung đột đầy kịch tính ở khu vực. Xu thế đa phương hóa, quốc tế hóa vấn đề Biển Đông là không thể đảo ngược. Cho dù nội bộ khối ASEAN hàm chứa không ít bất đồng giữa các nhóm nước có lợi ích khác nhau. Và sự can thiệp đầy thâm hiểm của Trung Quốc trong năm Campuchia làm chủ tịch luân phiên của ASEAN. Quan điểm quốc tế hóa vấn đề Biển Đông đã được Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam tuyên bố rằng sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh ASEAN tháng 11 năm 2012. Các diễn biến gần đây xung quanh tranh chấp Biển Đông, quan điểm của các quốc gia trước hết là của các chiến lược và đều cho thấy Biển Đông là nơi đang tập trung những xung đột lớn nhất, nóng bỏng nhất của thời đại và báo hiệu xu hướng xung đột chủ yếu trong tương lai của thế giới. Nơi đây, trung tâm dân số và tăng trưởng kinh tế của thế giới tập trung không chỉ có mâu thuẫn lợi ích địa chính trị, mà còn là xung đột về hệ giá trị, về các mô hình chính trị xã hội của các cường quốc thế giới. Xung đột giữa toàn cầu hóa và khu vực hóa, giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa quốc tế, giữa mở cửa và đóng cửa, giữa cân bằng và cường quyền. Vì thế, việc giải quyết các xung đột về chủ quyền và an ninh trên Biển Đông đòi hỏi nỗ lực lớn và kiên trì chính sách kiên định cho cơ quan của tất cả các bên. Trong đó, việc lựa chọn chiến lược và chính sách của Việt Nam trong quan hệ quốc tế cần phải kết hợp và trên hết dựa vào tăng cường nỗ lực của dân tộc là yếu tố quyết định. Australia mới đây khẳng định sẽ kiên trì bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ và tiếp tục thực hiện quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Sau nhiều tuần căng thẳng giữa Trung Quốc và phương Tây, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Malles cho biết, Canberra sẽ không lùi bước trước sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực và sẽ tiếp tục thực hiện các quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Trả lời truyền thông địa phương khi trên đường tới lãnh thổ Australia để tham dự cuộc tập trận phòng không quốc gia PISA Black ở Darwin, ông Malles khẳng định lợi ích quốc gia của Australia nằm trong việc bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ toàn cầu, bao gồm cả khu vực ở Biển Đông. Và cho dù mức độ hoạt động của Trung Quốc như thế nào thì điều tối quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Australia là chúng ta tiếp tục khẳng định các luật lệ đó. Đó không phải là vấn đề mà chúng ta cần phải che giấu, ông Malles cũng xác nhận. Bộ Quốc phòng Australia đang xem xét lại khả năng hủy bỏ hợp đồng cho công ty Landlines của Trung Quốc thuê cảng Darwin sau khi chính phủ tiền nhiệm kết luận rằng điều này là không cần thiết.
Trước đó, tân tư lệnh không quân Australia Robert Chipman lưu ý về các cuộc chạm trán với quân đội Trung Quốc trong không phận quốc tế đang tranh chấp. Phát biểu tại cuộc họp báo cùng Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall, tân tư lệnh không quân Robert Chipman khẳng định Australia sẽ tiếp tục đề cao nhiệm vụ giám sát ở Biển Đông bất chấp một loạt các trường hợp không an toàn gần đây trong không phận quốc tế đang tranh chấp. Ông Chipman nhận định các cuộc chạm trán gần đây của máy bay quân sự hai nước là nguy hiểm và yêu cầu quân đội Trung Quốc tuân thủ các tiêu chuẩn cao hơn về tính chuyên nghiệp. Mặc dù vậy, ông Chipman cho rằng sẽ không có sự gia tăng các cuộc đối đầu với máy bay Australia trong thời gian tới. Khi được bổ nhiệm vào tháng trước, ông Chipman cũng cảnh báo Trung Quốc đã thiết lập một năng lực không quân đáng gờm ở Biển Đông, nhưng điều này không ngăn cản nước khác tiến hành các hoạt động quân sự ở vùng biển này. Về phần mình, Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall, người đang có chuyến thăm Australia, mô tả việc Trung Quốc đẩy mạnh quân sự hóa ở Biển Đông là nhằm phát triển các năng lực ngăn cản sự tiếp cận của các quốc gia khác. Ông Kendall đánh giá Bắc Kinh là một đối thủ chiến lược đáng gờm và Washington đang ở trong một cuộc chạy đua giành ưu thế công nghệ quân sự với quốc gia châu Á. Cuộc họp báo diễn ra sau khi Australia và Mỹ tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao về việc tăng cường hợp tác không quân và vũ trụ, đặc biệt tập trung vào các dự án như máy bay không người lái Lion Wingman. Đề cập đến sự cố máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc chặn máy bay do thám P-8 của Australia trên Biển Đông xảy ra vào cuối tháng 5 vừa qua, ông Chipman cho rằng quân đội Trung Quốc hiện có năng lực đáng kinh ngạc, nhưng ông đề nghị phía Trung Quốc cần tuân thủ các tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao hơn. Liên quan tới khả năng Mỹ cung cấp máy bay ném bom B-21 Raider để trang bị khả năng tấn công tầm xa hơn cho Australia, Bộ trưởng Không quân Mỹ Kendall tuyên bố Australia đã có được các hệ thống khí tài cần thiết để phòng thủ và trong trường hợp Australia có yêu cầu về khả năng tấn công tầm xa, phía Mỹ cũng sẵn sàng trao đổi điều đó. Australia vừa thông báo triển khai đánh giá đầu tiên về quân đội của nước này sau một thập kỷ, trong đó chỉ ra rằng căng thẳng địa chính trị trên khắp thế giới đang làm phức tạp triển vọng chiến lược của nước này. Thủ tướng Anthony Albanese đã công bố đánh giá trên, đồng thời cho biết Canberra sẽ nghiên cứu cách báo chí quân đội tốt nhất để đáp ứng những thách thức an ninh của quốc gia trong thập kỷ tới và sau đó. Ông đã chỉ định cựu Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith và cựu Giám đốc Lực lượng Quốc phòng Angus Houghton lãnh đạo dự án này. Kể từ lần cuối Australia tiến hành rà soát các lực lượng vũ trang năm 2012, tình trạng căng thẳng giữa Australia và Trung Quốc đã nhanh chóng leo thang dẫn đến các cuộc chạm trán quân sự ở Biển Đông và ngoài khơi bờ biển Australia. Bản đánh giá quân đội năm 2022 được đưa ra sau bối cảnh Australia ký thỏa thuận hợp tác ba bên AUKUS với Mỹ và Anh, qua đó giúp Canberra xây dựng được hạm đội tàu ngầm hạt nhân riêng vào năm 2040. Khi Trung Quốc đang ngày càng thể hiện tham vọng tại Biển Đông, Mỹ cũng đã có những hành động để tăng cường tầm ảnh hưởng tại khu vực này. Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là trọng tâm trong chiến lược lớn của Mỹ và nó không thể thành công nếu các quy tắc và liên minh bị đe dọa ở Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin mới đây cho biết. Bộ trưởng Austin hồi tháng 6 đã tham dự hội nghị đối thoại Shangri-La tại Singapore, nơi bài phát biểu trái ngược của ông và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã trở thành tâm điểm đáng chú ý. Bài phát biểu của ông Ngụy Phượng Hòa tập trung vào vấn đề Đài Loan, Trung Quốc, yêu cầu Mỹ và các quốc gia phương Tây không can dự vào chính sách của Bắc Kinh. Trong khi đó, ông Austin lại tập trung vào quan hệ đối tác cũng như là tôn trọng quy tắc quốc tế. Lãnh đạo Lầu Năm Góc cho biết sự đoàn kết giữa các đồng minh đã đem lại sự ổn định cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tái khẳng định cam kết về việc duy trì một khu vực. Tất cả các quốc gia lớn và nhỏ đều được tự do phát triển và theo đuổi lợi ích một cách hợp pháp, không bị ép buộc và bị đe dọa. Để phản ánh những cam kết của Washington, ông Austin xoáy sâu vào vấn đề tại Biển Đông. Ngay cả khi không trực tiếp nói đến vấn đề lãnh hải, ông Austin cũng đề cập đến vấn đề tự do trên biển, hợp tác an ninh hàng hải và nguy cơ an ninh trong vùng xám. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng là quan chức gần đây nhất nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc duy trì an ninh hàng hải và tăng cường liên kết tại Biển Đông là mối quan tâm hàng đầu của Washington. Lật lại lịch sử, không khó để giải thích vì sao Mỹ lại quan tâm đến thế giới. Những tranh chấp ở vùng biển cách lãnh thổ nửa vòng trái đất. Từ trước tới nay, các nhà lãnh đạo Mỹ đã coi việc duy trì các vùng biển tự do là yếu tố quan trọng đối với sự thịnh vượng và an ninh quốc gia. Đây là một trong những quan điểm nhất quán hiếm hoi trong lịch sử nước Mỹ. Những gì Trung Quốc đang làm với eo biển Đài Loan là minh chứng rõ rệt nhất cho thấy lợi ích của Washington có thể bị ảnh hưởng nếu không có động thái quyết liệt hơn.
Theo Bộ trưởng Austin, việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông là không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. Các yêu sách này còn trà đạp chủ quyền của các quốc gia trong khu vực và Mỹ sẽ hỗ trợ các quốc gia trong bảo vệ chủ quyền của họ. Đồng thời, tham vọng chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông có thể đe dọa tới lợi ích của Washington từ Bắc Cực đến Vịnh Ba Tư, khi Nga và Iran cũng có thể làm điều tương tự. Một mối quan tâm khác của Mỹ tại Biển Đông là việc duy trì các cam kết quốc phòng mà không gây ảnh hưởng tới vấn đề tranh chấp chủ quyền. Mạng lưới liên minh quân sự đã giúp Mỹ duy trì sự hiện diện tại châu Á, cho phép Washington triển khai lực lượng quân sự nhằm bảo vệ lợi ích chung cho các đồng minh. Hiệp định an ninh đầu tiên của Mỹ ký kết tại Biển Đông là Hiệp định căn cứ quân sự vào năm 1947 và Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau vào năm 1951 với Philippines. Từ đó đến nay, Washington đã ký các hiệp ước quốc phòng tương tự với Australia, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc và đảo Đài Loan. Bên cạnh đó là sự hợp tác chặt chẽ với một số nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Trên thực tế, với vấn đề Biển Đông, Mỹ luôn tìm cách tránh dính líu vào cuộc chiến pháp lý phức tạp và chắc chắn sẽ kéo dài, làm hao tổn các nguồn lực quốc gia. Mặt khác, Biển Đông cũng là quân cờ quan trọng của Mỹ trong mục tiêu kiềm chế tham vọng của những nước muốn độc chiếm khu vực này. Bởi nếu để xảy ra tình trạng đó, lợi ích chiến lược của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Sự hiện diện quân sự của Mỹ cũng gửi đi một thông điệp rằng họ sẵn sàng trở thành một lực lượng duy trì an ninh ổn định tại Biển Đông cũng như toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có thể làm chỗ dựa cho các nước Đông Nam Á trước sự đe dọa từ Trung Quốc. Lợi ích của Mỹ ở Biển Đông bao gồm các loại lợi ích đa dạng về tự do hàng hải, kinh tế, chính trị, quân sự và an ninh luôn vốn bất biến. Ngoài ra, Đông Nam Á cùng các tuyến đường trên Biển Đông có thể cung cấp cho Mỹ một vị trí dễ dàng tiếp cận về phía Nam lục địa. Kết hợp với việc tăng cường sự có mặt về quân sự ở Trung Á, liên minh chặt chẽ hơn với Nhật Bản về quân sự và an ninh ở phía Đông, có thể tạo thành vành đai chiến lược từ phía Tây xuống phía Nam, kéo sang phía Đông để bảo vệ lợi ích của Mỹ và các đồng minh ở đây. Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là trọng tâm trong chiến lược lớn của Mỹ và nó không thể thành công nếu các quy tắc và liên minh đang bị đe dọa ở Biển Đông, Bộ trưởng Austin nói, hé lộ lý do ông Putin phải tung đòn phủ đầu với Ukraine. Con đường của Ukraine và bài học cho những nước nhỏ. Năm 1922, Ukraine cùng Nga thành lập Liên bang Xô Viết, tức Liên Xô. Ukraine và Nga có mối quan hệ gần gũi hơn cả anh em như thể tay chân. Đã có rất nhiều người Ukraine được đào tạo và trở thành lãnh đạo trong bộ máy nhà nước Liên Xô, thậm chí là cả lãnh đạo tối cao. Đến năm 1991, Liên Xô sụp đổ thành 15 nước Cộng hòa. Nga tiếp tục kế vị vị trí của Liên Xô trên trường quốc tế. Đã có rất nhiều nước Đông Âu và thuộc khối Liên Xô cũ đã quay lưng lại với Nga, một nước tồi tàn và rệu rã thời hậu Xô Viết. Tranh thủ thời cơ đó, NATO do Mỹ đứng đầu nhanh chóng mở rộng thành viên về phía Đông, với phương châm chỉ cần một nước thành viên bị đánh thì các quốc gia khác phải ra tay đánh hội đồng nước kia. Chiếu theo Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, nói trắng ra là gia nhập NATO thì không còn sợ Nga nữa, đã có cả hội đồng thành viên, trong đó có Mỹ bảo kê. Nga mặc dù rất cay cú với việc các đồng minh cũ quay lưng nhưng không thể làm gì được do còn quá yếu, phải ôm hận và chờ ngày phục thù rồi mơ về một giấc mơ đế chế như Liên Xô trước đây. Để thực hiện giấc mơ ấy thì dầu mỏ, khí đốt là con át chủ bài, là cơ sở quan trọng nhất trong các tham vọng phục hậu của người Nga. Với giá trị tài nguyên ước tính khoảng 76.000 tỷ đô, Nga có quyền mơ về điều đó. Và thực tế là từ đầu thế kỷ 21 tới nay, với sự phát triển như vũ bão của các quốc gia châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, nhu cầu về nhiên liệu tăng cao trên thế giới giúp cho Nga kiếm thêm về hàng chục tỷ đô xuất khẩu dầu mỏ mỗi năm. Kinh tế Nga từng bước vượt qua dòng bão, đặc biệt là tiềm lực khủng khiếp về quốc phòng của Liên Xô để lại thì vẫn giữ nguyên. Nga mặc dù gánh chịu những đòn trừng phạt của Mỹ, EU sau sự kiện Georgia và Crimea, nhưng nhìn chung chỉ là muỗi đốt mà thôi. Tổng thống Putin ngày càng có cơ sở để mơ về một nước Nga hùng cường, ít ra là đặt ảnh hưởng với các đồng minh cũ trước đây. Trong bối cảnh mà người Nga đang ấp ủ tham vọng thì Ukraine lại ngủ quên. Họ ngủ trong vòng tay của người Nga suốt 23 năm trời. Điều họ có là một hệ thống chính quyền tham nhũng, sẵn sàng bán đi tất cả những thứ có thể bán được, là một hệ thống tổ hợp quân sự lạc hậu, một nền kinh tế chuyên về công nghiệp nặng đã quá lạc hậu.
đến năm 2014, cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra xung đột về quan điểm chính trị và lợi ích giữa miền Đông và miền Tây Ukraine xảy ra. Nhiều người dân bắt đầu kéo sập tượng Lenin, loại bỏ ảnh hưởng của Nga khỏi hệ thống công quyền, đáp lại Nga chiếm Crimea để bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình trên Biển Đen. Người Ukraine cay lắm nhưng không thể làm gì được. Ukraine đã đặt trọn niềm tin vào chiếc ô an ninh của Mỹ và phương Tây mà quên đi bài học nhãn tiền đã xảy ra với Philippines trước đó 2 năm. Năm đó, chính Mỹ, bạn tốt của Philippines đã giả mù để Trung Quốc ngang nhiên gây hấn và chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines. Ukraine phải trả một cái giá quá đắt khi tưởng có thể dựa vào nước này để chống lại nước kia, khi dựa chọn một chính sách ngoại giao cứng nhắc, trông chờ, ỷ lại vào nước ngoài, thiếu tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường trong đối ngoại. Ukraine vĩnh viễn đã mất đi sự toàn vẹn lãnh thổ, không thể quyết định con đường phát triển của chính mình, trở thành quả bóng mặc cho các nước phương Tây tung hứng. Đó cũng là hậu quả của việc phủ nhận sạch trơn những thành tựu của quá khứ Xô Viết và những quả đại bác nhận được sau khi đã bắn vào lịch sử. Năm 2019, 74% cử tri Ukraine bầu Zelensky làm tổng thống. Ông có bố mẹ là giáo sư đầu ngành. Bản thân ông cũng từng theo học luật, sau đó trở thành một danh hài nổi tiếng. Zelensky có tư tưởng thân phương Tây và ý thức được tham vọng của người Nga, nên phương châm nhất quán của Tổng thống Zelensky là dựa vào Mỹ và phải vào được NATO để có tấm lá chắn bảo vệ đất nước như nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, thập niên của thế kỷ 21 rất khác so với thập niên 90 của thế kỷ 20. Nước Nga bây giờ không còn rệu rã và dễ bắt nạt như trước đây. Nước Nga bây giờ được lãnh đạo bởi Putin trong suốt 20 năm, với một tình hình chính trị cực kỳ ổn định. Nước Nga giờ đây đang vươn lên tầm trở thành cường quốc ở châu Âu và tìm lại ánh hào quang xưa của Liên Xô. Nga không dễ để Ukraine thoát khỏi tầm tay của mình, chí ít là không để Mỹ và NATO kết nạp thêm thành viên. Rõ ràng Ukraine được Putin ví như một cô gái đẹp. Cô gái đẹp này đã từng là của Nga và giờ muốn ly hôn để theo Mỹ, kẻ thù không đội trời chung với Nga. Ukraine ở cạnh một cường quốc số má nhất thế giới và giờ họ muốn công khai theo một đối thủ chuyên kiếp của cường quốc đó, thậm chí còn muốn hiên ngang hiệp hội với một tổ chức vốn đã bao vây Nga suốt 20 năm qua. Đây chính là cái giờ của họ. Ukraine không đi khi mà chàng thanh niên Nga vẫn còn đang trong men rượu và thanh niên Mỹ thì đang rất khát người tình. Rồi cô ta lại muốn đi khi mà Nga đã choàng tỉnh và Mỹ chỉ có vô vàn cô gái khác để lo. Nga giờ đây không còn là kẻ thù số 1 mà Mỹ cần phải ngăn chặn nữa. Giờ Mỹ lo là cái gã Trung Quốc đang hung hăng trỗi dậy. Ukraine đã quá ngây thơ khi tin vào những đồng minh trong tưởng tượng cách xa hàng nghìn cây số và sẵn sàng bắc loa đe dọa siêu cường quân sự ngay bên hàng xóm. Chúng ta chưa bàn đến việc đúng hay sai, chính nghĩa hay phi nghĩa trong cuộc xung đột này, nhưng rõ ràng lợi ích quốc gia là trên hết. Khi bạn phải nhận phần thiệt về mình thì bạn là người sai. Bạn có thể nói với cả thế giới mình là kẻ đúng, đối thủ là kẻ sai. Thế giới có thể đồng lòng ủng hộ bạn, nhưng mà nếu chỉ đồng lòng bằng lời nói và để mặc đối thủ của bạn tấn công bạn thì đó là bạn sai. Một lần nữa, trong chính trị và ngoại giao, chính nghĩa, phi nghĩa, luật pháp quốc tế đôi khi không giúp bạn tránh khỏi tai họa, chỉ có sự khôn ngoan mới giúp bạn giành chiến thắng. Nga và Putin với Zelensky và Ukraine, ai đúng ai sai, hãy để lịch sử đưa ra câu trả lời. Nhưng có lẽ sau những biến cố lần này, người dân Ukraine nên học lại cách chọn bạn và cách cư xử với những gã khổng lồ. Vì lợi ích cốt lõi, vì nhận định các yếu tố địa chính trị và vì những mối đe dọa nước Nga đang bao vây, ông Putin đã phải hành động, thậm chí là hành động nhanh và mạnh, ra những đòn thật mạnh vào một Ukraine đang dễ tổn thương. Ukraine giờ chỉ có tuyệt vọng, tại sao Mỹ và NATO không cứu mình? Xin lỗi, chúng tôi không có nghĩa vụ giúp bạn lúc này. Chúng tôi chỉ có thể cầu nguyện cho bạn mà thôi. Người ta nói Ukraine với Nga giống như Việt Nam với Trung Quốc. Người Việt Nam đừng quá hả hê khi Putin tấn công Ukraine. Nếu một ngày nào đó Trung Quốc cũng sẽ có những hành động tương tự thì sao? Thế nhưng, về bản chất Việt Nam và Ukraine khác xa nhau. Việt Nam có một đường lối mà Ukraine không có. Đó là đường lối ngoại giao cây tre, mà ở đó các nước nhỏ với vị trí địa chính trị quan trọng, ngoại giao với các ông lớn với độ linh hoạt, mềm dẻo và thực dụng nhằm tránh bị can thiệp trực tiếp bởi các luồng gió quyền lực đến từ bên ngoài. Vốn là một thành viên thuộc Liên bang Xô Viết, Ukraine tách ra thành quốc gia độc lập từ năm 1992.
Ukraine và Nga có nhiều mối liên hệ khá khăng khít từ năm 1992 đến trước năm 2010. Tuy nhiên, sau đó, các chính quyền ở Ukraine chủ trương ngả về phương Tây, cụ thể là với nguyện vọng gia nhập NATO. Với chính sách hướng Tây, Ukraine từng bước muốn giảm thiểu ảnh hưởng của Nga, được NATO bảo vệ an ninh và tìm kiếm các cơ hội phát triển. Chính sách hướng Tây của Ukraine bị chính quyền của Tổng thống Putin nhận định là mối đe dọa với nền an ninh quốc gia của Nga. Do đó, chính quyền Nga đã đưa ra nhiều đề xuất và cảnh báo với cả Ukraine và NATO. Tuy nhiên, không có biểu hiện nào cho thấy NATO quan tâm và xem xét lại chính sách kết nạp thành viên mới, trong đó có Ukraine. Bên cạnh đó, các hành động trấn áp các lực lượng ly khai thực hiện bởi chính quyền Ukraine trong nhiều năm qua là lý do được chính quyền Nga đưa ra giải thích cho quyết định can thiệp quân sự vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Có thể thấy các nhà lãnh đạo Ukraine gần đây đã rất dứt khoát trong việc thay đổi chính sách đối ngoại, trong khi chưa đánh giá đúng mức sự phức tạp của những ràng buộc trong quan hệ với nước Nga, khả năng can thiệp của nước Nga cũng như khả năng hỗ trợ và bảo vệ từ các đồng minh mới. Hệ quả là chính quyền Ukraine đang phải đương đầu với quân đội Nga. Trái ngược với Ukraine là Việt Nam, hay gần chúng ta đây là Thái Lan. Khoảng 4 thế kỷ gần đây, người Thái còn nền độc lập dân tộc cùng các lợi ích quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi luồng gió quyền lực khác nhau. Bởi thế, để tồn tại và bảo vệ được nền độc lập cho đất nước, Thái Lan đã áp dụng các chính sách đối ngoại linh hoạt và thực dụng. Triết lý ngoại giao cây tre của Thái Lan luôn quy định các lợi ích gốc rễ, độc lập dân tộc, trong khi lại có thể linh hoạt các biện pháp nhằm ứng biến với sự thay đổi bối cảnh chính trị quốc tế. Từ cuối thế kỷ 19, triết lý ngoại giao cây tre được coi là yếu tố chủ chốt giúp Thái Lan không bị đô hộ trực tiếp bởi chủ nghĩa thực dân như các quốc gia láng giềng. Giai đoạn vua Chulalongkorn còn trị vì đất nước năm 1868 đến năm 1910, Thái Lan cân bằng mối quan hệ với cả Anh và Pháp để tránh họa thực dân đô hộ. Giai đoạn 1939 đến năm 1944, Thái Lan quan hệ hữu hảo với Nhật Bản. Từ năm 1945 đến năm 1957, Thái Lan nghiêng về Mỹ và phương Tây. Thời kỳ 1960 đến cuối 1980, Thái Lan thúc đẩy quan hệ với Mỹ và ASEAN. Những năm đầu thế kỷ 21, Thủ tướng Thaksin Shinawatra tiếp tục đẩy mạnh quan hệ kinh tế với Mỹ và thắt chặt quan hệ chính trị với các nước ASEAN. Từ sau năm 2010, chúng ta chứng kiến những dấu hiệu phát triển quan hệ nồng ấm giữa Thái Lan với Trung Quốc. Điểm chung của chính sách đối ngoại qua các thời kỳ là Thái Lan luôn có được quan hệ hữu hảo với các quốc gia và tổ chức quyền lực nhất. Cũng vì thế, Thái Lan không chỉ duy trì được nền độc lập và tự chủ, mà còn tận dụng được cơ hội phát triển. Chính sách đối ngoại của Thái Lan và Ukraine đang cung cấp hai cách tiếp cận với những kết quả trái ngược nhau. Thái Lan luôn kiên định với lợi ích quốc gia trong khi lại rất linh hoạt, điều chỉnh ưu tiên chính sách cho phù hợp với từng bối cảnh cụ thể, qua đó tránh được sự can thiệp trực tiếp từ các quyền lực quốc tế. Ngược lại, bất chấp những mối quan hệ truyền thống hết sức đặc biệt với Nga và cơ hội gia nhập NATO vẫn còn rất mong manh, nhưng các chính quyền gần đây của Ukraine không chỉ cứng rắn trong quan hệ với Nga mà còn tỏ ra đặc biệt đề cao việc gia nhập Liên minh phương Tây, họ đã thiếu sự mềm mỏng và linh hoạt. Hệ quả nhãn tiền là nền độc lập dân tộc và các lợi ích quốc gia khác của Ukraine đang đứng trước nhiều nguy cơ nghiêm trọng. Việt Nam chúng ta thì không mơ hồ ảo tưởng, không trông chờ ỷ lại vào bất kỳ một quốc gia nào khác mà phát huy ý chí tự lực tự cường, độc lập, tự chủ về kinh tế, chính trị. Thông qua nguyên tắc lợi ích quốc gia, dân tộc là tối cao, bằng chính sách đối ngoại thêm bạn bớt thù, chúng ta đã giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và phát triển đất nước trong một thế giới diễn biến nhanh chóng, khó lường trong mối quan hệ chồng chéo, phức tạp, vừa hợp tác vừa đấu tranh cạnh tranh quyết liệt của các quốc gia, các nước lớn ngày nay. Không mơ hồ ảo tưởng, tự lực, tự cường, độc lập, tự chủ, không ngủ quên trên chiến thắng là bài học khắc cốt ghi tâm mà Việt Nam đã rút ra được sau những tháng ngày đấu tranh giành độc lập trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Vì vậy, kêu gọi Việt Nam thoát hoa, bài chung, liên minh với Mỹ và phương Tây chống lại Trung Quốc hoặc ngược lại chính là luận điệu kích động, là con đường ngắn nhất để tự sụp đổ mà thôi. Con đường của Nga và khát vọng phục hưng của ông Putin sau hơn 20 năm cầm quyền, với 4 nhiệm kỳ tổng thống và 1 nhiệm kỳ thủ tướng, ông Putin đã lãnh đạo nước Nga đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, tiếp tục phát triển bền vững và trở thành cường quốc mới. Xác định con đường phát triển của nước Nga trong kỷ nguyên hậu Xô Viết. Trong thông điệp liên bang cuối năm 2005, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh những ai không thể luyến tiếc thời Xô Viết, người đó không có trái tim.
Còn những ai muốn khôi phục Liên Xô như trước, người đó không có khối óc. Theo đó, chiến lược phục hưng nước Nga của Putin vẫn kế thừa một số giá trị Xô Viết như tiếp tục sử dụng lá cờ đỏ của Hồng quân Liên Xô, tiêu ngữ ngôi sao Xô Viết và nền nhạc quốc ca hùng tráng của Liên Xô, duy trì lễ duyệt binh ngày chiến thắng trên quảng trường đỏ, bảo vệ ký ức lịch sử về cuộc chiến giữa nước vĩ đại Nga, kiên quyết chống lại mọi mưu toan xuyên tạc lịch sử Thế chiến thứ hai, mà trong đó Hồng quân Liên Xô đánh bại chủ nghĩa phát xít, cứu loài người thoát khỏi thảm họa. Những quyết định này của Putin đã tạo được ấn tượng tốt đẹp và rất mạnh mẽ với đa số người dân Nga. Thành tựu lớn nhất và quan trọng nhất của nước Nga trong những năm cầm quyền của Tổng thống Putin là bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trước các hành động phá hoại có hệ thống và ngày càng quyết liệt của Mỹ và đồng minh. Theo các tài liệu đã được giải mật, nhiệm vụ của giai đoạn cuối trong chiến lược diễn biến của hòa bình của Mỹ được thể hiện trong dự án Harvard và dự án Houston là không chỉ sụp đổ Liên Xô mà còn chia nhỏ nước Nga, theo đó sẽ đưa ra khu vực Siberia của Nga về thuộc quyền kiểm soát của Mỹ, khu vực Tây Bắc nước Nga sẽ thuộc quyền kiểm soát của Đức, khu vực của Nga dọc theo sông Volga sẽ thuộc quyền kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực Viễn Đông của Nga sẽ thuộc quyền kiểm soát của Nhật Bản. Như vậy, trên thực tế, nước Nga bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. Sau 20 năm cầm quyền của Putin, nước Nga không chỉ giữ được toàn vẹn lãnh thổ mà còn phát triển bền vững và trở thành cường quốc mới. Chính Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng phải thừa nhận Nga là một cường quốc và có trách nhiệm cùng với Mỹ bảo đảm hòa bình và sự phát triển ổn định cho thế giới. Trong những năm 1990, giới tài phiệt ở Nga nổi lên do cướp đoạt tài sản quốc gia trong quá trình tư nhân hóa ồ ạt dưới thời cựu Tổng thống Yeltsin và công khai lũng đoạn chính trường Nga phục vụ lợi ích của Mỹ và phương Tây. Chúng sử dụng nguồn tài chính và bộ máy truyền thông khổng lồ đã bị tư nhân hóa để tranh giành quyền lực trong Điện Kremlin. Sau khi lên cầm quyền vào đầu năm 2000, Tổng thống Putin kiên quyết ngăn chặn âm mưu này của giới tài phiệt Nga. Vì thế, một trong những biện pháp đầu tiên của Tổng thống Putin là buộc giới tài phiệt phải đối ngoại chính trường. Đồng thời, ông Putin giành lại quyền kiểm soát các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng, sống còn của nền kinh tế Nga và các phương tiện truyền thông chủ chốt. Trong cuộc bầu cử Tổng thống tự do và công bằng trong năm 2004, Tổng thống Putin tái đắc cử, một phần quan trọng là do Điện Kremlin đã làm thất bại toan tính của giới tài phiệt can thiệp vào cuộc bầu cử này bằng cách dùng tiền mua lá phiếu của các cử tri Nga và thao túng dư luận thông qua bộ máy truyền thông. Sau khi đã ổn định hệ thống chính trị và xác định con đường phát triển, năm 2020, Tổng thống Putin quyết định tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp năm 1993 nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, như đề cao luật pháp Nga trước luật pháp quốc tế, bảo vệ ngôn ngữ và bản sắc văn hóa Nga, bảo vệ ký ức lịch sử về truyền thống đấu tranh anh hùng của nước Nga, bảo vệ tiếng Nga và ngôn ngữ quốc gia, bảo vệ bản sắc văn hóa của tất cả các dân tộc và sắc tộc của Nga, nuôi dưỡng và bảo vệ trẻ em và phát triển dân số, ngăn chặn xu hướng Mỹ hóa giới tinh hoa chính trị của Nga bằng quy định tất cả các quan chức trong các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp của nước Nga không được phép có quốc tịch nước ngoài, không được nhận giấy phép cư trú hoặc bất kỳ loại giấy tờ nào khác cho phép họ cư trú thường xuyên trên lãnh thổ của một quốc gia khác, không được phép mở tài khoản và cất giữ tài khoản tại các ngân hàng nước ngoài bên ngoài lãnh thổ Nga. Syria là mắt xích then chốt trong cuộc thập tự chinh của Mỹ mang tên Mùa Xuân Ả Rập, khởi đầu từ Tunisia vào cuối năm 2010, sau đó lan tỏa tới nhiều quốc gia khác. Sau khi Mỹ và NATO tiến hành cuộc chiến ở Libya và sát hại nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi vào cuối năm 2011, Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân lực của Thượng viện Mỹ tuyên bố rằng kịch bản Libya sẽ lặp lại ở Syria, Iran, Nga và Trung Quốc, nơi người dân đang khát khao dân chủ. Sau khi trở lại đảm nhiệm cương vị Tổng thống Nga, vào ngày 7 tháng 5 năm 2012, Putin bắt đầu hành động để ngăn chặn cuộc thập tự chinh của Mỹ ở Syria. Kể từ đó, Syria trở thành cuộc đối đầu giữa Mỹ và Nga, trong khi Mỹ núp dưới chiêu bài chống khủng bố để lôi kéo liên quân gần 60 nước can thiệp quân sự vào Syria nhằm loại bỏ chính thể của Tổng thống Bashar al-Assad, thì Nga ủng hộ toàn diện cho Syria tiến hành cuộc chiến chống khủng bố và chống liên quân do Mỹ chỉ huy. Từ cuối năm 2013, Mỹ sử dụng các lực lượng phát xít mới và dân tộc cực đoan của Ukraine tiến hành cuộc đảo chính lật đổ chính thể của Tổng thống Yanukovych thân Nga và dựng lên ở Kiev chính quyền bù nhìn do Washington kiểm soát. Mục tiêu của cuộc đảo chính này là đẩy Nga khỏi căn cứ quân sự Sevastopol,
trên bờ biển Đen thuê của Ukraine đến năm 2042, đồng thời biến Ukraine thành quốc gia thù địch với Nga và gia nhập NATO. Bằng quyết định sáp nhập Crimea trên cơ sở thuộc trưng cầu dân Ý với 97% người dân bỏ phiếu bày tỏ khát vọng trở về Nga, ông Putin bước đầu làm phá sản đề án Ukraine của Mỹ. Với những công lao to lớn và ý nghĩa lịch sử của ông Putin đối với nước Nga, có nhiều triển vọng Putin sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống trong năm 2024. Về triển vọng này, nhà báo Nga Margarita Simoyan, tổng biên tập hãng thông tấn nước Nga ngày nay nhận định, sở hữu số lượng đông đảo bậc nhất thế giới, đất đai rộng lớn cùng tiềm lực tài chính hùng hậu, sự trỗi dậy của họ được ví như hồi chuông báo hiệu cho một thời đại mới. Vâng, đó chính xác là những gì người ta có thể cảm nhận về sự thay đổi mạnh mẽ của quân đội Trung Quốc trong hàng chục năm gần đây. Nhưng rốt cuộc, một đội quân từng bị cho là hổ giấy đã thay đổi khủng khiếp như thế nào để có thể khiến thế giới kinh ngạc như vậy? Video ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu. Có thể bạn chưa biết, bắt đầu từ những năm đầu tiên của thế kỷ 21, thế giới đã chứng kiến những thay đổi đáng kể trong phương thức tác chiến liên hợp của quân đội Mỹ. Theo đó, các thiết bị công nghệ cao sẽ được áp dụng triệt để lên các vũ khí tầm xa để có thể tấn công chính xác thẳng vào các hệ thống cơ sở hạ tầng trọng yếu, nhanh chóng tiêu diệt mọi nguồn lực chiến tranh của đối phương. Với cách làm này, cuộc đời Mỹ hoàn toàn đủ khả năng dứt điểm nhanh chóng bất kỳ cuộc xung đột, trong khi không phải lo lắng quá nhiều với nguy cơ bị sa lầy vào một cuộc chiến tranh lâu dài dẫn đến hao tiền tốn của. Rõ ràng, nếu cứ để cán cân lực lượng tiếp diễn như vậy, quân đội Hoa Kỳ hoàn toàn đủ sức áp đảo bất kỳ cường quốc nào trong bất kỳ cuộc chiến nào bên ngoài lãnh thổ, kể cả Trung Quốc. Trong khi đó, cường quốc mới nổi này, thay vì chịu an phận là một nước có vẻ giàu nhưng không mạnh, họ lại muốn áp đặt quyền lực lên toàn cầu, trở thành quốc gia trung tâm của thế giới mới. Để làm được điều đó, rõ ràng chỉ dựa vào nguồn tài nguyên phong phú, các tập đoàn kinh tế cùng dăm ba công nghệ sao chép là không thể đủ. Nếu thiếu một lực lượng quân đội chuyên nghiệp hùng mạnh cùng năng lực tấn công lên phạm vi toàn cầu. Quan trọng hơn, trong bối cảnh sự hiện diện của Trung Quốc đã hiện hữu trong mọi vấn đề toàn cầu, lại thêm sự đề phòng của những láng giềng trước các yêu sách chủ quyền phi lý của nước này đã khiến họ không thể giấu mình chờ thêm được nữa. Ta có thể thấy điều này ngay trong mục tiêu cải cách chính của quân đội Trung Quốc từ hồi 2016. Đó là xây dựng một đội quân lớn mạnh của Đảng trong tình hình mới, động viên toàn quân và lực lượng ở các lĩnh vực, thống nhất tư tưởng và hành động, kiên định đi theo con đường xây dựng quân đội hùng mạnh, mang đặc sắc Trung Quốc. Bên cạnh đó, mô hình quân đội của Liên Xô cũng dần phải bị từ bỏ, tiến tới nâng cao năng lực tác chiến, xây dựng một quân đội tinh nhuệ có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hiện đại, tương xứng với vị thế quốc tế như lợi ích an ninh và phát triển của Trung Quốc. Hệ thống chỉ huy được xây dựng theo chiều dọc gồm 3 lớp, quân ủy trung ương, bộ tư lệnh tác chiến vùng, người lính và một hệ thống quản lý thông suốt từ quân ủy trung ương tới các quân chủng, chiến khu và từ các binh sĩ, tức là gần tương tự với mô hình của các cường quốc phát triển. Nếu trước năm 2017, quân giải phóng Trung Quốc viết tắt là PLA có 7 quân khu và 20 quân đoàn thì sau khi tinh gọn, họ chỉ còn 5 quân khu hay còn gọi là ngũ đại chiến khu. Chia theo khu vực địa lý gồm quân khu miền Tây, miền Đông, miền Bắc, miền Nam, quân khu trung tâm cùng 20 quân đoàn với khoảng 2 triệu quân thường trực. Trung Quốc dưới thời của Chủ tịch Tập Cận Bình còn đang tiến tới dẹp bỏ các hoạt động kinh tế, hướng tới tập trung cho mục tiêu duy nhất là huấn luyện và chiến đấu. Hầu hết tài sản và cơ sở kinh doanh của các tập đoàn và doanh nghiệp lớn của quân đội như viễn thông, hàng không, cơ sở hạ tầng, đất đai có liên quan tới kinh doanh dần dần được chuyển giao cho các tổ chức và tập đoàn dân sự nhà nước hay cho chính quyền địa phương. Đến các nhà máy sản xuất và sửa chữa vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng cũng chuyển thành xí nghiệp quốc doanh do dân sự điều hành. Thậm chí trong các hoạt động kinh tế bị cắt giảm, có cả khám chữa bệnh tại các bệnh viện quân đội, cho tư nhân thuê lại các nhà kho của quân đội, cho phép các đoàn ca múa nhạc của quân đội tham gia các hoạt động văn nghệ quần chúng có thu phí, thuê ngoài các công ty xây dựng quân đội hay việc cho phép sinh viên ngoài ngành được học tập tại các trường, viện của quân đội. Cứ như vậy, truyền thống làm kinh tế để tự cung tự cấp vốn gắn liền với quân đội Trung Quốc từ những năm gian khổ nhất đang dần bị tách khỏi hẳn hoạt động tác chiến. Động thái này được cho là để người Trung Quốc vừa có thể hình thành các quân đội viễn chinh chuyên nghiệp như Anh, Mỹ, vừa xử lý được nạn bè phái tham nhũng trong quân đội.
Điều đó cũng thể hiện rằng quốc gia này đã hoàn toàn đủ sức tự chủ được nguồn ngân sách quốc phòng mà không cần đến hoạt động hỗ trợ của quân đội. Bất chấp việc trước đó, quân đội Trung Quốc đã phát triển một đế chế kinh doanh toàn cầu gồm khoảng 20.000 doanh nghiệp cùng giá trị ước tính tới hơn 6 tỷ đô la Mỹ. Nhưng để có thể thực sự nắm trong tay những đội quân tinh nhuệ thực thụ, chứ không phải chỉ được thể hiện qua giấy tờ hay các khẩu hiệu, người Trung Quốc cũng không ngần ngại chi tiền để tự sản xuất và nhập khẩu những vũ khí hiện đại nhất cho quân đội khổng lồ của mình, nhất là lực lượng Hải quân Giải phóng Trung Quốc, viết tắt là Plan. Đây chính là con tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, tên của nó là Liêu Ninh, được đặt trong một tỉnh thuộc Đông Bắc Trung Quốc, cũng chính là nơi mà con tàu được tân trang và đưa vào sử dụng. Dù được biết đến với tư cách là tàu sân bay đầu tiên của quân đội Trung Quốc, nhưng thực chất, sân bay di động trên biển này chỉ là con tàu Vanyak thuộc lớp tàu sân bay đô đốc quốc Nestrov do Liên Xô đóng. Nhưng ngay khi con tàu chưa kịp hoàn thiện xong ở Ukraine, Liên Xô đã tan rã, thế là con tàu thuộc về Ukraine và bị quốc gia này bán cho Trung Quốc vào năm 1998, với chỉ độc một chiếc khung tàu mà không hề có động cơ, bánh lái. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cuối tháng 9 năm 2012, Trung Quốc không tuyên bố biên chế tàu sân bay được hoàn thiện, nâng cấp đầy đủ cho Hải quân. Từ đó, hình ảnh tàu Liêu Ninh với những chiếc máy bay chiến đấu J-15 đứng chật kín trên tàu sân bay đã được nhiều người Trung Quốc xem là khởi đầu cho thời kỳ mới của Hải quân nước này. Khi từ một lực lượng lấy tác chiến gần bờ làm chủ đạo, họ đã có năng lực triển khai tấn công đối phương ở khoảng cách tới hơn 7.000 km. Bạn có thể đã biết, J-15 thường được coi là phiên bản nội địa Trung Quốc của tiêm kích hạm Su-33 của Nga nhờ sự tương đồng đáng kinh ngạc về cả ngoại hình lẫn tính năng chiến đấu. So với các tiêm kích hạm của phương Tây, loại máy bay này có kích thước lớn hơn rất nhiều với chiều dài 21,9m, sải cánh 14,7m cùng trọng lượng chống là 17,5 tấn và lên đến 33 tấn khi được nạp đầy nhiên liệu và vũ khí. Máy bay có thể được trang bị một số loại tên lửa do chính Trung Quốc sản xuất, có nhiều điểm tương đồng với loại tương đương của Nga, Mỹ như mẫu PL-12 được xem là đối trọng với AIM-120 Abrams đến từ Mỹ, có tầm tấn công từ 70 đến 100 km. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia phương Tây, loại tiêm kích hạm hạng nặng này hiện đã lỗi thời và khó có thể triển khai tấn công nhanh chóng trên tàu sân bay được như các mẫu F-35C, F-35B của Mỹ hay Formalin của Hải quân Pháp. Nắm được điều này, người Trung Quốc trong những năm gần đây đang tập trung nghiên cứu phát triển dòng tiêm kích hạm thế hệ thứ 5 mang tên J-31. Dự kiến sẽ thay thế toàn bộ J-15 làm máy bay chiến đấu chủ lực của Trung Quốc trên hàng không mẫu hạm trong tương lai. Chưa dừng lại ở đó, 7 năm sau khi hạ thủy Liêu Ninh, tức là vào năm 2019, Trung Quốc tiếp tục cho đi vào hoạt động tàu sân bay Sơn Đông. Và đến năm 2022 là tàu Phúc Kiến, biến quốc gia này trở thành cường quốc tàu sân bay thứ 2 sau Mỹ, chiếm tổng số 8 quốc gia có sở hữu tàu sân bay tính đến thời điểm hiện tại. Vì chỉ mới được đưa vào biên chế, Phúc Kiến nghiễm nhiên là tàu sân bay hiện đại nhất Trung Quốc với chiều dài 316m, lượng choán nước 80.000 tấn, vượt xa con số 66.000 tấn của Liêu Ninh và 70.000 tấn của tàu Sơn Đông. Không chỉ đồ sộ hơn, tàu Phúc Kiến còn tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với hai người tiền bối của nó khi được trang bị hệ thống phóng điện tử để tăng tốc máy bay phóng từ boong tàu, tương tự hệ thống IMEI trên tàu sân bay lớp UD Stafford của Mỹ. Theo đó, công nghệ này không chỉ giúp hoạt động cất cánh từ con tàu của phi công trở nên nhẹ nhõm hơn, dễ dàng và an toàn hơn rất nhiều so với kiểu phóng nhảy cầu truyền thống, mà còn giúp tiết kiệm thời gian, gián tiếp làm tăng đáng kể số lần xuất kích của không đoàn tàu sân bay. Theo nhiều nhà phân tích, với việc liên tục đóng mới các hàng không mẫu hạm, Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu củng cố vị thế chính trị của mình trong tham vọng triển khai lực lượng đến bất kỳ đâu mà Bắc Kinh đang có lợi ích, từ Biển Đông đến Biển Địa Trung Hải. Dù to lớn, mạnh mẽ, nhưng rõ ràng kinh nghiệm tác chiến phối hợp với tàu sân bay của Plan chưa thể sánh được với Anh và Mỹ, vốn đã từng thực chiến và trải qua vô số cuộc tập trận chung. Nhưng ít nhất cho đến thời điểm hiện tại, những chiếc tàu sân bay của Trung Quốc vẫn thiên về tính biểu tượng hơn là giá trị sử dụng thực sự trong chiến đấu. Do vậy, nếu chẳng may bị lâm vào một cuộc chiến toàn lực với Plan, người ta có ít lý do để lo lắng đến những con tàu sân bay, trong khi xung quanh nó đang là những lớp tàu khu trục mang năng lực tấn công cực mạnh. Nhưng ngay trước mắt các bạn chính là màn biểu diễn của một con tàu khu trục thuộc lớp Type 055, thuộc lớp chiến hạm mang năng lực tấn công mạnh nhất Trung Quốc.
Thoạt nhìn, mẫu khu trục hạm này khá tương đương với các tàu lớp Ticonderoga của Mỹ khi có lượng tròn nước lên tới 11.000 tấn, ngang với cả một số loại tuần dương hạm. Type 055 cũng được trang bị hệ thống vũ khí thuộc hàng mạnh nhất thế giới. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến loạt 112 ống phóng tên lửa thẳng đứng, gồm 64 ống ở đầu và 48 cái khác ở đuôi tàu, kết hợp với bệ phóng tên lửa chống ngầm. Tất cả chỉ để duy trì năng lực tấn công toàn diện của tàu đối với hầu hết các mục tiêu, từ chống hạm bằng tên lửa GL-9, tấn công mặt đất bằng tên lửa CG-10, phòng không bằng HHQ-9 và săn ngầm. Nhưng quả thật, với một mặt bằng siêu rộng 20m, dài 180m của mình sẽ thật là lãng phí nếu người Trung Quốc không dành cho nó một bãi đáp như thế này. Nhờ đó, con tàu có thể mang theo một trực thăng hạng trung như mẫu cáp nhĩ tân Z-20, có khả năng bay tới 560km cùng tốc độ tới 290km/h, rất hữu dụng cho các hoạt động tuần tra, trinh sát và hỗ trợ tiêu diệt sớm các mục tiêu kích thước nhỏ. Cứ như vậy, điểm yếu duy nhất trong khả năng chiến đấu của tàu tương quan so sánh với các tàu khu trục Mỹ có chăng chỉ là họ thiếu một hệ thống chỉ huy tác chiến tối tân như Aegis. Tuy nhiên, điều đó cũng không khiến hoạt động phối hợp tác chiến của toàn bộ hệ thống vũ khí trên tàu trở nên thiếu linh hoạt, chính xác vì nó được trang bị loại radar Type 346B cực kỳ tiên tiến, có tầm truy quét mục tiêu tới 600km và theo dõi hướng tới gần 100 mục tiêu cùng lúc. Các tàu tuần dương lớp Type 055 cũng được trang bị liên kết dữ liệu mới nhất của Trung Quốc, giúp tăng hiệu quả điều phối tấn công mục tiêu giữa các hệ thống vũ khí và hiệp đồng tác chiến với các tàu bạn. Tuy nhiên, nếu xét về tương quan lực lượng, các đội tàu mặt nước Trung Quốc vẫn còn một khoảng cách khá xa, dù chỉ so với một nửa năng lực của Hải quân Mỹ. Đó là còn chưa kể đến việc Hải quân Mỹ đã có kinh nghiệm tác chiến lâu dài và tiềm lực của họ cho một cuộc đại chiến quy mô lớn chắc chắn vẫn hơn rất nhiều so với Trung Quốc. Đó cũng là lý do mà cho đến thời điểm hiện tại, khả năng răn đe của quân đội Trung Quốc vẫn phụ thuộc rất nhiều vào bộ ba vũ khí hạt nhân chiến lược của riêng nước này. Tuy nhiên, Bắc Kinh cho đến thời điểm hiện tại vẫn chỉ phụ thuộc vào loại oanh tạc cơ H-6, vốn là phiên bản sao chép có vẻ không được toàn diện lắm của Thiên Nga Trắng Tu-16, được Liên Xô cho ra mắt từ năm 1950 và đã quá lỗi thời khi so sánh với các siêu oanh tạc cơ như B-1B Lancer, B-2 Spirit của Hoa Kỳ. Do vậy, ít nhất là cho đến khi mẫu oanh tạc cơ chiến lược H-20 được hoàn thành, lực lượng không quân chiến lược Trung Quốc vẫn là mắt xích yếu nhất mà Mỹ cùng với các đồng minh có thể khai thác. Điều đó rõ ràng là bất lợi rất lớn đối với Trung Quốc nếu xảy ra một cuộc chiến tranh tổng lực với phương Tây. Nhưng ngay cả khi có thể giành được lợi thế trên chiến trường, người Mỹ cũng thừa hiểu rằng dù có thế nào đi chăng nữa họ cũng không nên dồn Trung Quốc quá đáng. Bởi biết đâu ngay dưới lòng biển, những con tàu ngầm hạt nhân lớp Jin đã sẵn sàng đặt vùng Đông Bắc Hoa Kỳ vào tầm ngắm. Theo đó, mỗi con tàu ngầm thuộc loại hiện đại nhất Trung Quốc này chỉ có chiều dài 133m cùng với lượng dạn nước là 9.000 tấn, nhiều hơn đáng kể so với các tàu ngầm hạt nhân chiến lược Ohio của Mỹ hay Bori của Nga. Nhưng chừng đó là quá đủ để người ta trang bị 12 tên lửa đạn đạo liên lục địa GL-2. Với tầm bắn 7.000km với khả năng mang theo loại đầu đạn hạt nhân có định lượng nổ tới 250 kiloton, gấp 14 lần quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Hiroshima vào năm 1945. Mỗi quả tên lửa đạn đạo loại này hoàn toàn đủ sức đưa bất kỳ thành phố hòa lệ nào tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ vào cảnh đổ nát tới mức không thể phục hồi. Không như thế, người Trung Quốc mới đây còn đang đưa vào thử nghiệm loại tên lửa GL-3 có tầm ngắn vượt trội lên đến 9.000km, khiến năng lực tấn công hạt nhân của họ đáng sợ hơn rất nhiều. Dù có lợi thế nhờ khả năng ẩn mình tấn công bất ngờ, nhưng nếu nói về sức công phá, những quả tên lửa phóng từ tàu ngầm vẫn không thể so sánh được với tên lửa hạt nhân chiến lược phóng từ đất liền. Như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, đó chính là loạt tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-17, DF-100 và DF-41 đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh hủy diệt của Trung Quốc tại mỗi đợt duyệt binh qua quảng trường Thiên An Môn. Trong đó, cái tên DF-41 được Trung Quốc xem như trụ cột trong các tên lửa hạt nhân trong nhiều năm tới. Thậm chí, truyền thông nước này còn không tiếc lời tung hô cho nó là dòng tên lửa đạn đạo uy lực nhất hành tinh. Dẫu cho những lời lẽ có đôi chút phóng đại, nhưng theo nhiều nhà phân tích, với tầm bắn lên tới 13.000km vượt xa cả con số 12.000km của mẫu hạm RS-24RA đến từ Nga. Cùng với tốc độ bộ siêu thanh, DF-41 hoàn toàn đủ sức vượt qua mọi hệ thống phòng thủ hiện có, giáng đòn tấn công hủy diệt thẳng vào nội địa Hoa Kỳ. Nhưng ít nhất cho đến thời điểm hiện tại, đối với Mỹ và các nước đồng minh,
Viễn cảnh xảy ra một cuộc chiến hạt nhân tổng lực với Trung Quốc vẫn là một điều gì đó quá xa vời, bởi Trung Quốc hiện chỉ có sở hữu khoảng 290 đầu đạn hạt nhân, con số khiêm tốn so với 6.185 đầu đạn hạt nhân của Mỹ. Điều đó cũng có nghĩa là ngay cả khi phải đứng trước nguy cơ bị tấn công trước và lâm vào thời kỳ hậu toàn thế giới, quân đội Hoa Kỳ vẫn hoàn toàn đủ sức khiến Trung Quốc đại lục biến mất vĩnh viễn của thế giới. Không những thế, Trung Quốc cũng không có lý do gì phải phát động một cuộc chiến tranh tổng lực trực tiếp với một đối thủ khó xơi như là Hoa Kỳ. Thay vào đó, việc thay thế Mỹ để vươn tầm ảnh hưởng lên toàn cầu bắt đầu từ những quốc gia nhỏ bé, thiếu chí tiến thủ vẫn là giải pháp an toàn hơn rất nhiều. Nhưng có điều, đối với những quốc gia nhỏ bé ít có khả năng đe dọa đến một quốc gia khổng lồ như Trung Quốc, việc sử dụng răn đe hạt nhân sẽ rất khó phát huy được hiệu quả nào tích cực hơn ngoài việc tự chứng tỏ mình là một quốc gia hiếu chiến. Đến lúc này, bên cạnh những vũ khí hiện đại đủ sức tạo lợi thế áp đảo đối phương trong các cuộc chiến tranh cục bộ như xe tăng T-96AG-299A2, xe chiến đấu bộ binh ZBD-08, người Trung Quốc cũng cần có trong tay những binh lính chuyên nghiệp đủ sức chiến đấu ở bất kỳ vùng đất nào nằm cách xa lãnh thổ. Và chỉ ít họ cũng không nên bị ngất xỉu ngay khi đang điều khiển xe tăng hoặc bỏ cả áo giáp, súng đạn và các xe quân sự mà chạy như hồi năm 2016 ở Nam Sudan. Trên thực tế, khả năng thực chiến của quân đội Trung Quốc từ lâu đã bị xem là điểm yếu của quân đội nước này khi so với các nước phương Tây vốn đã từng trải vài chục năm trên các lò lửa chiến tranh. Thật nghe điều đó cũng chẳng có gì quan trọng là mấy, nhưng trên thực tế, xuyên suốt lịch sử từ các cường quốc phương Tây đến những đội quân du kích kháng chiến phương Đông đều phải sống sót, từng trải qua các cuộc chiến khốc liệt mà dân trở thành những đội quân thiện chiến bậc nhất thế giới. Theo nhiều nhà phân tích, việc thiếu các kinh nghiệm thực tế có thể là một điểm yếu đối với quân đội Trung Quốc khi có thể dẫn các sĩ quan đi vào lối mòn của tư duy đánh giặc trên giấy. Đó cũng có thể là lý do khiến các quan chức quốc phòng nước này ngày càng tăng cường các hoạt động huấn luyện với các chương trình mô phỏng tình huống sát với thực tế nhất có thể. Tất cả chỉ để họ có thể nắm rõ các điểm yếu vốn được cho là đang đầy rẫy bên trong quân đội khổng lồ của họ. Nhưng từ năm 2014, hàng loạt hạn chế đã được thể hiện trong các cuộc diễn tập đổ bộ bờ biển của lực lượng tấn công hiệp đồng giữa lục quân và hải quân Trung Quốc. Theo đánh giá, lúc đó những đơn vị này đã không thể hoàn thành nhiệm vụ do triển khai các hệ thống tình báo khác nhau, dẫn tới chậm trễ thông tin liên quan trên chiến trường. Không chỉ liên tục tổ chức các đợt huấn luyện bắn đạn thật với các mục tiêu mô phỏng, quân đội Trung Quốc trong những năm gần đây còn liên tục tổ chức tập trận chung với các quân đội Nga, vốn được cho là thiện chiến hơn rất nhiều so với Trung Quốc. Trong nhiều chương trình tập luyện của quân đội Trung Quốc, người ta cũng không khó để thấy những bài tập cực kỳ khắc nghiệt, không thua kém bất kỳ quân đội nào trên thế giới. Hình ảnh các binh sĩ phải cùng nhau đứng lên ngồi xuống với một khúc gỗ nặng hàng trăm kg, trườn bò trên cát dưới tiết trời nóng đến 40 độ C, áp vào người lớp băng tuyết buốt giá, thậm chí đã trở nên quá quen thuộc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng ở phía ngược lại, bất chấp sự trỗi dậy, hiện diện ngày càng rõ rệt của quân đội Trung Quốc đến mức khối NATO phải coi là mối nguy hiểm đối với môi trường an ninh. Nhiều ý kiến vẫn cho rằng quốc gia tỷ dân vẫn chỉ là lực lượng đông nhưng không mạnh. Các dẫn chứng của họ đưa ra rất nhiều từ ảnh hưởng của chính sách một con trong quá khứ, sự thiếu hụt nhân sự trên các hàng không mẫu hạm, tàu khu trục cho đến các tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình rằng không nước nào được phép làm bất cứ điều gì họ thích và trở thành bá chủ hay kẻ bắt nạt của thế giới. Vụ việc phát hiện các tài liệu mật ở nhà riêng và văn phòng của Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận và chính trường Mỹ. Vào ngày hôm qua, theo giờ địa phương, trong một cuộc khám xét mới nhất ở nhà riêng của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại thành phố Wilmington, bang Delaware, Bộ Tư pháp Mỹ đã tìm thấy ít nhất là 6 tài liệu được phân loại mật. Cuộc lục soát bất thường diễn ra hơn một tuần sau khi các luật sư của ông Biden tìm thấy 6 tài liệu mật trong dinh thự của Tổng thống. Những tài liệu này có từ thời ông Biden còn là Phó Tổng thống dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama từ năm 2009 đến năm 2017. Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng đã thu lại một số ghi chú mà ông Biden đã đích thân viết tay với tư cách là Phó Tổng thống. Được biết, cả ông Biden và phu nhân Jill Biden đều không có mặt tại nhà riêng trong quá trình khám xét. Tuy nhiên, ông đã cho phép giới chức tiếp cận và tiến hành khám xét toàn bộ căn nhà. Hiện Tổng thống Mỹ đang đi nghỉ cuối tuần ở Rehoboth Beach, Delaware. Trước đó, các tài liệu mật đầu tiên được phát hiện từ tháng 11 trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 khi đội ngũ pháp lý của ông dọn dẹp văn phòng riêng ở Washington, D.C.
Tuy nhiên, thông tin về các tài liệu chỉ mới được tiết lộ vào đầu tháng 1 năm 2023. Sau khi có thông tin về các tài liệu này, đội ngũ pháp lý đã tiếp tục tìm kiếm và phát hiện thêm một lô tài liệu khác ở nhà riêng của ông Biden tại dinh thự Wilmington. Cuộc điều tra đối với ông Biden cũng làm phức tạp thêm cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về việc cựu Tổng thống Donald Trump lưu giữ các tài liệu mật và hồ sơ chính thức sau khi ông này rời nhiệm sở. Bộ Tư pháp cho biết, cựu Tổng thống Donald Trump đã giữ lại hàng trăm hồ sơ được đánh dấu mật khi rời Nhà Trắng. Vào đầu năm 2021, ông Trump đã từ chối trong nhiều tháng yêu cầu trả lại chúng cho chính phủ. Đồng thời, ông nói rằng là phải xin lệnh khám xét để chính phủ có thể lấy lại chúng. Trước đó, trong cuộc họp báo tuần qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói các tài liệu mật được phát hiện tại nhà riêng và văn phòng của mình không có gì cả. Phát biểu với báo chí sau cuộc khảo sát thiệt hại do mưa lũ ở Bắc California ngày hôm qua theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden tỏ ra không hài lòng khi phóng viên hỏi nhiều câu hỏi không liên quan tới mưa lũ. Cụ thể là việc phát hiện nhiều tài liệu mật tại nhà riêng và văn phòng của ông. Ông Biden cho biết số tài liệu trên đã được đưa tới Cục Dự trữ Quốc gia sau khi được tìm thấy và khẳng định không có gì trong số tài liệu này. Được rồi. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của mọi người, nhưng tôi sẽ nói thẳng rằng tôi khá khó chịu về việc trong khi trước mắt chúng ta là một vấn đề nghiêm trọng, mọi người đang bàn về hậu quả mưa lũ, thì các bạn lại chẳng đặt câu hỏi nào cho tôi về vấn đề này cả. Được rồi, hãy đặt câu hỏi đi. Ông có hối tiếc về việc đã không nhắc tới các tài liệu mật ở nhà riêng và văn phòng cũ của ông vào tháng 11, thời điểm trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Như đã thông tin, chúng tôi đã tìm thấy nhiều tài liệu lỗi lưu trữ sai vị trí. Chúng tôi đã ngay lập tức chuyển chúng tới Cục Dự trữ Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp. Chúng tôi cũng đã hợp tác đầy đủ, mong muốn giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng. Tôi nghĩ sẽ chẳng có gì trong các tài liệu này cả. Tôi không hối hận. Tôi đã làm theo yêu cầu của các luật sư. Đó là tất cả những gì chúng tôi đã làm. Chả có gì trong những tài liệu đó. Xin cảm ơn. Trước đó, vào tháng 11 năm 2022, các luật sư của ông Biden đã phát hiện những tài liệu mật đầu tiên ở văn phòng cũ của ông tại Washington, nơi ông làm việc khi còn là phó tổng thống dưới thời Barack Obama. Các luật sư khẳng định đã ngay lập tức bàn giao các tài liệu này cho Cục Dự trữ Quốc gia. Sau đó, các cuộc tìm kiếm đã được triển khai và lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm nhiều tài liệu mật trong nhà để xe của gia đình ông Biden ở thành phố Wilmington. Việc phát hiện các tài liệu mật ở nhà riêng và văn phòng của ông Biden đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận và chính trường Mỹ. Bộ Tư pháp đã chỉ định ông Robert Hur, quan chức do chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm công tố viên, đặc biệt điều tra về vụ việc. Các ủy ban tại Hạ viện Mỹ cũng mở cuộc điều tra về sự việc và giám sát các động thái của Bộ Tư pháp. Nhiều nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã lên tiếng chỉ trích cách Nhà Trắng xử lý các tài liệu mật vừa được tìm thấy, yêu cầu FBI khám nhà ông Biden giống như trường hợp của ông Donald Trump. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy thì nói rằng Nhà Trắng đã không công bố bất cứ hình ảnh nào về các tài liệu được thu hồi với trường hợp của ông Biden. Trong khi đó, Bộ Tư pháp đã công bố hình ảnh các tài liệu lấy được từ dinh thự của ông Donald Trump. Theo một cuộc khảo sát mới đây của Reuters, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giảm xuống mức 40% sau khi giới chức Mỹ phát hiện nhiều tài liệu mật ở nhà riêng và văn phòng của ông Biden. Theo cuộc thăm dò mới đây của Reuters, Ipsos 40% người Mỹ ủng hộ cách điều hành chính phủ của đương kim Tổng thống Joe Biden. Tỷ lệ này xấp xỉ mức thấp nhất 36% trong các cuộc thăm dò vào tháng 5 và tháng 6 năm 2022. Tỷ lệ ủng hộ ông Biden cao nhất vào tháng 1 năm 2023 với 44,1%. Cuộc thăm dò này được tiến hành trong 3 ngày với 1.035 người tham gia. Cuộc thăm dò cũng thể hiện tỷ lệ tín nhiệm thấp với Quốc hội Mỹ. Chỉ 1/5 người được hỏi nói ủng hộ Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và chỉ 35% trong số người tham gia khảo sát nói họ tín nhiệm Hạ viện. Con số này với Thượng viện là 38%. Bất chấp tỷ lệ ủng hộ đang giảm sút, Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ tuyên bố ý định tái tranh cử trong tháng 2 tới. Tổng thống Joe Biden hiện đã 80 tuổi và là Tổng thống Mỹ đầu tiên phục vụ trong thập kỷ thứ 9 của mình. Theo hãng tin CBS News, nhiều khả năng ông Joe Biden sẽ công bố quyết định tham gia cuộc đua giành chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng năm 2024 vào khoảng thời gian không lâu sau khi ông trình bày thông điệp liên bang vào ngày 7 tháng 2 sắp tới. Tuy nhiên, nguồn tin của CBS News nhấn mạnh rằng việc ông Biden tái tranh cử vẫn chưa được quyết định chắc chắn. Nguồn tin này nói, đây luôn là kế hoạch của chúng tôi, thông điệp liên bang trước. Ứng cử viên sau, các trợ lý cấp cao coi thông điệp liên bang sắp tới là bước khởi đầu thực tế cho chiến dịch tái tranh cử của ông Biden.
Tuy nhiên, vì sự kiện không phải là thời điểm phù hợp, ông sẽ không công bố ý định tái tranh cử trong bài phát biểu. Thông điệp liên bang được công bố vào giờ vàng và thu hút lượng lớn khán thính giả theo dõi trực tiếp, nên các trợ lý cấp cao của ông cho rằng đây là cách để ông Biden chia sẻ tham vọng ngắn hạn và dài hạn của mình. Cũng theo nguồn tin này, một thông báo chính thức sẽ được đưa ra vào tháng 2. Nguồn tin cấp cao của Đảng Dân Chủ thân Nhà Trắng cho biết, lộ trình công bố có thể rơi vào cuối tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2023. Tổng thống Mỹ Joe Biden, hiện 80 tuổi, là Tổng thống Mỹ đầu tiên phục vụ trong thập kỷ thứ 9 của mình. Nhà lãnh đạo hiện tại của Mỹ nhiều hơn 3 tuổi so với người giữ kỷ lục trước đó là ông Ronald Reagan khi rời nhiệm sở. Tuổi tác của ông Biden khiến ông trở thành mục tiêu tấn công của Đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa từ lâu đã lập luận rằng ông Biden không phù hợp về mặt tinh thần để đảm nhận chức vụ, chỉ ra rằng ông gặp khó khăn trong các bài phát biểu và bối rối rõ ràng khi xuất hiện trước công chúng. Một cuộc khảo sát của Politico vào thời điểm sinh nhật lần thứ 80 của ông Biden cho thấy 48% cử tri được hỏi cho rằng ông Biden không khỏe về tinh thần và 50% không đồng ý với tuyên bố rằng Tổng thống có sức khỏe tốt. Ông David, 85 tuổi, người dân New York, Mỹ, cho biết là một người đã 85 tuổi cống hiến bằng tất cả sức lực và tinh thần của mình. Tôi nghĩ tuổi tác không quan trọng. Bà Inga, 85 tuổi, người dân New York, Mỹ, nói ông Biden là một quý ông ngọt ngào và tài năng, tuy nhiên đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Còn ông Paul Klenick cho biết tôi nghĩ ông Biden đã làm được rất nhiều điều tốt đẹp. Tuy nhiên tôi vẫn lo vì để một người trên 80 tuổi làm Tổng thống. Tôi nghĩ đây là một vị trí rất là áp lực, nên tôi muốn có một nhà lãnh đạo trẻ hơn. Dĩ nhiên là ông Biden đang làm tốt công việc của mình, nhưng tôi cũng hài lòng với một người trẻ và có khả năng nắm giữ vị trí tổng thống. Bà Gali Louie, người dân Illinois, Mỹ cho biết, sống tới 80 tuổi là một điều tuyệt vời. Bố tôi giờ 93 tuổi và vẫn hết sức minh mẫn, nhưng tuổi tác cũng là một điều chúng ta cần cân nhắc. Chúng ta cần những nhà lãnh đạo trẻ hơn ở những vị trí như vậy. Một tuần trước sinh nhật lần thứ 80, Tổng thống Biden cho biết ý định của ông là tái tranh cử vào năm 2024 khi ông 82 tuổi. Tuy nhiên, cơ sở cánh tả của Đảng Dân Chủ đã kêu gọi người khác thay thế vị trí của ông. Và một cuộc thăm dò của Reuters hồi đầu tháng 11 năm 2022 cho thấy 46% đảng viên Dân Chủ cảm thấy ông khó có thể đương đầu với thử thách. Nếu ông Biden cam kết thực hiện chiến dịch tái tranh cử năm 2024, ông có thể sẽ đối đầu với cựu Tổng thống Donald Trump, người đã tuyên bố ứng cử ngày 15 tháng 11 năm 2022. Tới nay, cựu Tổng thống Donald Trump vẫn là ứng cử viên duy nhất tuyên bố tranh cử vào năm 2024. Ông Trump sẽ 78 tuổi khi người dân đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và cuộc thăm dò tương tự của Reuters cho thấy 26% đảng viên Cộng hòa cảm thấy ông Trump cũng sẽ quá già để đảm nhiệm công việc vào lúc đó. Người Mỹ đang làm việc lâu hơn bao giờ hết. The Washington Post cho hay tỷ lệ người trên 80 tuổi trong lực lượng lao động Mỹ đã tăng từ 110.000 người vào năm 1980 lên 734.000 người vào năm 2019. Theo nghiên cứu của tờ Insider, Quốc hội lần thứ 117 vừa mãn nhiệm là Quốc hội già nhất trong lịch sử Mỹ, với khoảng 1/4 thành viên trên 70 tuổi, tăng từ 8% vào năm 2022. Các cựu nhà lãnh đạo của hai đảng đều nằm trong số những thành viên lớn tuổi nhất, như cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đang bước sang tuổi thứ 82 và cựu lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell sẽ bước sang tuổi 81 vào tháng 2 tới. Thượng nghị sĩ bang Iowa Chuck Grassley thuộc Đảng Cộng Hòa sẽ là thành viên quốc hội cao tuổi nhất trong lịch sử khi ông bước sang tuổi thứ 95 trước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ 8 vào năm 2029.